Donald Trump sẽ làm món quà lớn cho nước Nga. Hoàng Hải xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với rất nhiều tin tức thú vị và không để quý vị chờ đợi lâu. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vì sao nỗ lực phản công cuối cùng của Ukraine được dự báo là thảm họa? Diễn biến trên chiến trường trong vòng 24 giờ qua có khá nhiều thông tin kịch tính tại Chasovya, Nga đã tiến về phía Bắc và chiếm được các vị trí của đối phương ở đó. Việc quân Nga tiến sâu được vài trăm mét vào trung tâm thị trấn này là một điều khá bất ngờ. Theo hướng Torres và New York, Nga cũng đã chiếm được thêm nhiều vị trí. Trên trục Kupian Svatove, Nga một lần nữa đã phá hủy được cây cầu vượt sông Osko gần Kupian Uslove mới được khôi phục gần đây. Theo hướng Adipka Pokov, Nga đã tiến tới hồ Bodok phía tây của Jephen hoàn thành việc mở rộng vùng kiểm soát của mình và chiếm được phần lớn Pokov. Phía Nga cũng đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh ngọn cờ của Nga đã xuất hiện tại ngôi làng này. Tại Kharkov, trong những tuần vừa qua, thì Ukraine đã nỗ lực phản công vào các vị trí của Nga ở Hiboke và Staritsia, còn Vochan thì đang diễn ra các trận chiến đồ thị đẫm máu. Cảnh quay cho thấy, thành phố này không khác gì một địa ngục khi mà người Nga đang sử dụng bom FAB để hỗ trợ cho các nhóm tấn công của mình. Những quả bom nặng hàng trăm cân đã phá hủy những ngôi nhà mà quân đội Ukraine tập trung ẩn nấp. Vài ngày qua, đã xuất hiện thông tin Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới có cấp độ chiến lược tại Kharkov. Mục tiêu của nó là đánh bật Nga ra khỏi khu vực này và thậm chí là còn có tham vọng xa hơn tiến vào vùng Begorod của Nga để giành được chỗ đứng ở các làng biên giới. Chưa rõ là thông tin này có chính xác đến đâu, nhưng có một lập luận rõ ràng rằng Ukraine buộc phải phản công tại Kharkov do Kiev đã chót hứa với ông Biden rằng sẽ đạt được một thành công nào đó ở mặt trận nếu như muốn nhận được 60 tỷ đô la tiền viện trợ. Cũng có thể là Kiev cần phải đạt được một thành công nào đó để ghi điểm trước ông Trump, bởi vì ông Trump từng tuyên bố là sẽ xem bên nào giành lợi thế để tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia phương Tây đều không tin vào khả năng là Ukraine có thể giành được chiến thắng. Vì vậy, mục tiêu chính của giới lãnh đạo NATO là đảm bảo cải thiện vị thế của Kiev trên bàn đàm phán. Có nghĩa là, Ukraine cần phải có ít nhất một chiến thắng nhỏ để làm đẹp hồ sơ của mình. Nếu không thì các quốc gia tài trợ cho Ukraine sẽ thất vọng và cắt giảm viện trợ. Nhưng mà thời điểm này, khách quan mà nói là không phải năm 2023. Cho nên Kiev đã tổn thất khá lớn các đội hình tinh nhuệ và trang thiết bị trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Cho nên, hướng duy nhất mà Ukraine hy vọng có khả năng giành được thành công, ít nhất là về mặt truyền thông, thì chỉ có thể là vùng Begorod của Nga. Trên cơ sở đó thì phương án của Kiev là tập trung lực lượng cũng như là các vũ khí mới được viện trợ, bao gồm có hệ thống phòng không và F-16 tại mặt trận Kharkov. Mục tiêu đó là phải chiếm được một vài ngôi làng tại vùng Belgorod của Nga, làm bằng chứng cho chiến thắng của mình. Nhưng mà trước hết, quân đội Ukraine sẽ cần phải đánh bật Nga ra khỏi vùng Kharkov. Mà nhiệm vụ này là không hề đơn giản. Họ sẽ phải giành lại phần lãnh thổ có diện tích lớn gấp 2,3 lần so với những gì mà họ đã từng giành lại được gần Robotine ở Zaporizhia vào năm ngoái. Tất nhiên, Ukraine cũng có một số lợi thế tại Kharkov. Nó không có địa hình phức tạp như các chiến trường phía Nam, nó cũng không có những hồ nước rộng lớn. Đồng thời, ngay phía sau tiền tuyến thì họ có một thành phố lớn thứ hai của Ukraine có thể dễ dàng che giấu việc tập trung quân lực. Thế nhưng, phía Nga cũng có lợi thế về hàng không. Họ có đội quân UAV trinh sát tốt, bom FAP đủ lớn và đủ nhiều để có thể san bằng các vị trí ẩn nấp của Ukraine. Chẳng hạn gần đây thì tên lửa của Nga đã tấn công bãi tập của Lữ đoàn 13 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tại làng Peseraya thuộc vùng Kharkov. Thêm nữa, phía Nga cũng đã xây dựng các công sự ở hậu phương của họ trong một thời gian dài dựa trên kinh nghiệm có được từ phòng tuyến Surovikin. Vì vậy, Ukraine sẽ không dễ dàng xâm nhập như là vào năm 2022 và kết quả F-16 sẽ trở thành yếu tố then chốt không thể thiếu trong kế hoạch tấn công của Kiev. Điều quan trọng đó là Ukraine phải có một lô F-16 đủ nhiều để đảm bảo là ít nhất tương đương về lực lượng trên không trong thời điểm phát động tấn công với Nga. Nhưng mà trở ngại của họ bây giờ đó là phương Tây khó có thể chuyển giao hết 128 chiếc F-16 như là Tổng thống Zelensky từng yêu cầu. Bản thân các thành viên NATO ở châu Âu cũng không hề muốn mạo hiểm chuyển hết tất cả F-16 bởi vì họ lo ngại chúng sẽ có chung số phận với Leopard và abrams Do đó, kế hoạch tấn công này của kiev ngay bước đầu đã khó khả thi và thậm chí còn dễ trở thành thảm họa hiện tại thì ukraine đã yêu cầu được phép tấn công vào sân bay nằm sâu trong lãnh thổ nga nhằm có thể đẩy lực lượng hàng không nga lùi xa nhất có thể nhưng mà phương tây vẫn chưa cho phép vì coi đây là một sự leo thang nguy hiểm như vậy về phía ukraine tình thế của họ hiện giờ khá bế tắc không tấn công sân bay nga thì không thể làm suy yếu được lợi thế trên không của nga còn nếu như để mặc cho không quân nga tung hoành thì chiến dịch tấn công của họ không khác gì một hành động tự sát. Về phía Nga thì họ cũng đang rất nỗ lực để tấn công vào các sân bay của đối phương. Đồng thời treo thưởng lên tới 15 triệu giúp, tức là tương đương với 170.000 đô la cho bất kỳ ai bắn rơi được F-16. Vấn đề nghiêm trọng thứ hai của Ukraina sau việc thiếu ưu thế trên không chính là tinh thần của binh sĩ. Tỷ lệ người dân tình nguyện tòng quân gần đây đã giảm sút rất nhiều và Kiev buộc phải thi hành các biện pháp huy động cưỡng chế tiêu cực. Trong điều kiện như vậy, phương án khả thi nhất là giữ vững các vị trí hiện có còn để có thể khích lệ binh sĩ của mình tấn công trong hoàn cảnh họ bị pháo binh và bom FAB uy hiếp là một điều hoàn toàn bất khả thi. Đó là còn chưa kể đến áp lực liên tục từ các mặt trận khác sẽ không cho phép Ukraine có thể dồn mọi nguồn lực của mình vào một khu vực duy nhất như Kharkov. Ngoài ra, việc mở một cuộc tấn công với tình trạng thiếu lực lượng là rất nguy hiểm bởi vì Kiev sẽ phải đối mặt với phản ứng trả đũa của Điện Kremlin, tức là Nga sẽ có cớ tấn công vào các khu vực khác của Ukraine. Vào hôm 19 tháng 7, Chuyên gia quân sự Ukraine Roman Svitan cho biết, Nga đang tập trung quân theo hướng Zaporozhye. Ông này đoán rằng người Nga muốn giành lại được các vị trí mà Kiev đã đạt được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái, đồng thời kiểm soát nốt phần còn lại của khu vực Donetsk và Luhansk. Tóm lại, nếu thật sự như Ukraine muốn phát động tấn công, thì mục tiêu của nó là quá mơ hồ và thảm bại sẽ là điều khó tránh khỏi. Ông Zelensky thất vọng vì F-16 chưa đến Ukraine. EU lo lắng vì đội ngũ tranh cử của Trump. Có thể nói rằng nỗ lực tấn công mới của Ukraine chỉ có thể xảy ra khi và chỉ khi ít nhất Kiev có một lực lượng hàng không cân bằng với Nga. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng này, phương Tây đã cam kết chuyển giao F-16, có tới 20 trong tổng số gần 80 chiếc F-16 đã được các quốc gia tài trợ như là Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch và Na Uy cam kết chuyển giao đến Ukraine trong mùa hè. Nhưng mà 18 tháng đã trôi qua và các máy bay này vẫn chưa được giao. Đây là xác nhận của Tổng thống Zelensky trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày hôm qua. Ông ấy một lần nữa nhấn mạnh rằng F-16 là cần thiết và FANAL là quân đội của ông cần nhiều hơn các loại Patriots và những hệ thống phòng không khác. Ông Zelensky cũng rất lo ngại chương trình viện trợ cho Ukraine sẽ gặp nguy hiểm nếu như ông Trump nhậm chức. Ông nhấn mạnh rằng làm việc với chính quyền Trump trong tương lai sẽ là một công việc rất khó khăn. Hôm 19 tháng 7 thì ông Trump cũng đã tái khẳng định là ông sẽ kết thúc chiến tranh chóng vánh như sau tôi sẽ chấm dứt mọi cuộc khủng hoảng quốc tế mà chính quyền hiện tại đã tạo ra bao gồm cả cuộc chiến khủng khiếp với nga và ukraine điều sẽ không bao giờ xảy ra nếu như tôi là tổng thống cũng như là cuộc chiến do cuộc tấn công vào israel gây ra đây sẽ là điều không bao giờ xảy ra nếu tôi làm tổng thống rõ ràng là nếu như ông trump lên nắm quyền thì ông ấy sẽ không còn theo đuổi chính sách hỗ trợ ukraine vô điều kiện như trước đây mức độ hỗ trợ cho kiev sẽ giảm mạnh thậm chí là cắt đứt hoàn toàn và trách nhiệm viện trợ này sẽ hoàn toàn đổ lên đầu châu Âu. Do đó, không chỉ Tổng thống Zelensky mà chính giới lãnh đạo EU cũng đang cực kỳ lo lắng. Vậy thì liệu châu Âu có gánh vác được kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine vốn đã làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ hay không? Hẳn quý vị đã có câu trả lời cho mình. Ngay cả giới tướng lĩnh Mỹ cũng rất khó để có thể đưa ra dự đoán về tình hình ở Ukraine trong tương lai. Tướng Christopher Cavoli là tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu mới đây tuyên bố rằng một trong những thách thức mà phương tây quan sát được và một trong những bài học lớn nhất mà chúng ta có thể học được từ cuộc chiến ở ukraine đó là trong các cuộc chiến tranh hiện đại người ta hoặc là phải chiến thắng rất nhanh hoặc là phải đối mặt với một cuộc chiến đấu lâu dài và khó lường ông ấy lưu ý rằng đây chính là tình hình mà nato đang gặp phải hiện nay chưa hết bbc cũng trích dẫn lời của thượng nghị sĩ J.D. vance là ứng cử viên phó tổng thống mỹ rằng ông không quan tâm đến những gì xảy ra ở ukraine ông tuyên bố như sau Tôi nghĩ thật là nực cười khi mà chúng ta tập trung vào biên giới Ukraine. Tôi thực sự không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với Ukraine bằng cách này hay cách khác. Gần đây nhất, ông này cũng đã đề cập rằng việc Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga là vì lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ. Điều này sẽ mang lại lệnh ngừng bắn và hòa bình lâu dài cho châu Âu. Ông cũng là nghị sĩ Mỹ hiếm hoi, lên tiếng chỉ trích chính quyền Kiev vì đã đàn áp giáo hội chính thống giáo Ukraine và các vấn đề hiện tại về tự do tôn giáo. Các giám mục của giáo hội chính thống giáo Ukraine cho đến hiện tại vẫn hiệp thông với tòa thượng phụ của Moscow. Trước những thông tin bất lợi này, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận với BBC rằng nếu như Trump và Vance lên nắm quyền, thì chính quyền của ông sẽ phải hợp tác với Mỹ bởi vì theo ông, Kiev cần có sự hỗ trợ của họ. Thuyết phục họ sẽ là điều không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi không sợ. Tuyên bố này được ông biến thành hành động ngay lập tức khi mà Tổng thống Zelensky vừa có một cuộc trò chuyện qua điện thoại trực tiếp với Trump lần đầu tiên kể từ khi ông ấy rời khỏi Nhà Trắng. Có nghĩa là nhóm cố vấn của Tổng thống Zelensky đã tích cực xây dựng cầu nối với người có khả năng giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Như vậy thì một cách gián tiếp, Kiev cũng đã thừa nhận là nhiều khả năng Trump có thể giành chiến thắng. Điều gây đáng kinh ngạc đó là trong cuộc trò chuyện này, Tổng thống Zelensky đã gọi ứng cử viên Trump là Tổng thống dù cuộc bầu cử vẫn còn chưa diễn ra. CNN đưa tin như sau, Tổng thống Zelensky nói rằng Chúng tôi đã đồng ý với Tổng thống Trump để thảo luận trong cuộc gặp cá nhân những bước có thể làm cho hòa bình trở nên công bằng và thực sự lâu dài. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bà ghi nhận những bình luận từ ông Trump và ông J.D. về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng cho biết rằng Moscow cần phải thực tế hơn về triển vọng này. Bà Zakharova nói như sau, Chúng tôi đã thấy các tuyên bố khi mà Trump nói rằng ông sẽ giải quyết xung đột trong vòng 24 giờ. Sau đó Vance nói rằng Trung Quốc là vấn đề lớn hơn đối với Hoa Kỳ so với xung đột Nga Ukraine. Bà Zakharova cũng chỉ ra rằng chính quyền Trump trước đây đã từng tuyên bố về việc mang lại hòa bình cho Trung Đông. Rằng Trump đã chuẩn bị cho thỏa thuận thế kỷ trong một thời gian khá dài, nhưng mà nó không mang lại kết quả gì. Và ngược lại, dưới thời của Biden, một thảm kịch lịch sử to lớn đã xảy ra. Tuyên bố này của bà Zakharova cũng đồng điệu với tuyên bố của ông J. Vance vào tháng trước ông này đã phát thảo ra một số ý tưởng cho một kế hoạch hòa bình ở Ukraine như sau. Điều tôi muốn làm là đóng băng các đường danh giới lãnh thổ hiện tại, đó là ưu tiên số 1. Ưu tiên số 2 là phải đảm bảo sự độc lập của Kiev cũng như tính trung lập của quốc gia này. Đó là điều cơ bản mà người Nga đã yêu cầu ngay từ đầu. Và sau đó là ưu tiên thứ ba sẽ là phải có một số hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ trong dài hạn. Tôi nghĩ rằng ba điều đó chắc chắn có thể đạt được. Hàm ý của ông Vance là muốn Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc cho Ukraine để có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng lực lượng Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương và cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Ông nhấn mạnh rằng, điều mà chúng ta có thể kiểm soát hiện nay là khiến cho Trung Quốc muốn xâm lược Đài Loan thì sẽ phải tốn kém hơn. Và chúng ta đã không làm được điều đó vì chúng ta đã gửi tất cả những vũ khí chết tiệt đó đến Ukraine, chứ không phải Đài Loan. Vai trò của Nga và Trung Quốc theo quan điểm của Trump Quyết định của Trump chọn thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance có ít kinh nghiệm chính trị làm phó tổng thống đã gây ngạc nhiên cho khá nhiều người. Nhưng không ngạc nhiên nếu như chúng ta nhận ra rằng những tuyên bố của J.D. Vance mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trên phần lớn là trùng hợp với quan điểm của Trump. Những lập trường cứng rắn của Vance về Trung Quốc và Iran được cho là rất dễ hiểu. Bởi vì nếu như Trung Quốc là đối thủ số 1 của Mỹ với tham vọng bá quyền thế giới thì đối thủ số 2 của họ sẽ là Iran. Họ đe dọa đến ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, những gì mà Thượng nghị sĩ Vance nói về Nga và Ukraine cũng cho thấy ông không phải là một kẻ hiếu chiến bị thúc đẩy bởi ý thức hệ của chủ nghĩa toàn cầu, mà ông ấy sẽ quản lý một cách thực dụng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Nga. Việc ông Vance cho rằng Ukraine nên nhượng lại đất đai và thỏa thuận với Putin để chấm dứt chiến tranh đã từng tạo nên một làn sóng chỉ trích của phe diều hầu tại Mỹ. Phe này vốn rêu rao bài ca của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, rằng Putin là một gã độc tài muốn biến nước Nga thành đế quốc và sẽ xâm chiếm châu Âu ngay khi chiến thắng ở Ukraine. Nhưng, Thượng nghị sĩ Vance có cái nhìn khá thực tế. Ông ấy nói rằng, nếu như bạn nhìn vào quy mô của lực lượng vũ trang Nga, nếu bạn nhìn vào những gì cần thiết để chinh phục toàn bộ Ukraine, chứ chưa nói đến việc tiến xa hơn về phía Tây Âu, thì tôi không nghĩ rằng ông Putin có đủ nguồn lực để hoàn thành những mục tiêu đế quốc này. Giả sử nếu ông ấy có tham vọng như vậy, tôi không thấy bất kỳ một lập luận hợp lý nào cho thấy rằng Vladimir Putin sẽ tấn công một đồng minh NATO. Theo quan điểm của Vance, Mỹ nên đưa ra các cam kết có chọn lọc hơn với nước ngoài, cả về mặt quân sự và viện trợ. Ông là người ủng hộ các kế hoạch của Trump, bao gồm hòa hoãn với Nga, đóng băng với NATO và châu Âu sẽ phải tự lực để bảo vệ an ninh của chính mình, trong khi Mỹ sẽ tập trung nguồn lực để xoay trục trở lại châu Á kiểm chế Trung Quốc. Quay trở lại với Trump, quan điểm của Trump cũng cực kỳ cứng rắn với Bắc Kinh. Ông cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã lên tới hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên thì ông lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cố vấn riêng và cũng là người con rể Kushner. Điều đó đã dẫn đến việc ông bị lao đao trong một vòng ảnh hưởng của những đảng viên Cộng Hòa theo chủ nghĩa tân bảo thủ, phù hợp với đảng Dân Chủ. Và nhiều khả năng nếu như tái đắc cử trong nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy có thể rút ra được bài học cho mình. Truyền thông Mỹ hiện tại đang mổ xẻ tập trung vào những nhân vật đứng cạnh ông trong hội nghị đảng Cộng Hòa vừa diễn ra. CNN dẫn nguồn tin rằng Trump đã nghe theo lời khuyên của con trai mình cùng các thành viên cộng hòa nổi tiếng khác như là Mike Johnson, Tucker Carlson để chọn thượng nghị sĩ Vance làm phó tổng thống. Cả Trump và Vance đều chia sẻ tầm nhìn chuyển trọng tâm của Mỹ ra khỏi Nga và hướng tới Trung Quốc với mục đích ngăn chặn sự phụ thuộc không cân xứng của Mỹ vào Trung Quốc. Điều đó có thể ngăn chặn Bắc Kinh gia tăng tham vọng bá quyền đặc biệt tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Phương tiện để cho Trump có thể đạt được mục đích đó là phải giảm bớt một số áp lực kinh tế đối với Nga để cho Moscow có thể xuất khẩu tài nguyên của mình tới Ấn Độ, một đối thủ của Trung Quốc và các quốc gia trung lập khác ở châu Á và Mỹ, thay vì bị hoàn toàn ép buộc phải chuyển phần lớn tài nguyên sang Trung Quốc. Điều quan trọng đó là quan điểm này của Trump thì lại rất phù hợp với quan điểm của Nga. Điện Kremlin coi việc phương Tây gỡ bỏ bất kỳ một lệnh trừng phạt nào cũng đều sẽ được hoan nghênh, đặc biệt là nếu như nó dẫn đến việc tôn trọng một số lợi ích an ninh của Nga ở châu Âu. Rõ ràng rằng Nga sẽ đạt được lợi ích chiến lược to lớn nếu như Trump lên nắm quyền, bởi vì họ cũng đang phải chịu một cảnh phụ thuộc không cân xứng vào Trung Quốc. Mâu thuẫn của hai nước không chỉ xuất phát từ chính tham vọng của Trung Quốc tại vùng biên giới viễn đông giàu tài nguyên của Nga, mà còn là vì sự khác biệt ý thức hệ khi Nga hiện tại đang theo đuổi chủ nghĩa thực dụng. Không có một quốc gia tự chủ nào về mặt chiến lược như Nga lại muốn nguồn thu từ xuất khẩu của mình phải phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Mà điển hình đó là thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia 2 bị đình trệ do Bắc Kinh ép giá. Các chuyên gia nhận định, lập trường ép giá cứng rắn của Trung Quốc được cho là do Tổng thống Putin đang càng ngày càng phụ thuộc vào ông Tập Cận Bình để được hỗ trợ về kinh tế. Điều này giải thích tại sao gần đây Nga đã hiệu chỉnh lại các mối quan hệ tại châu Á thông qua các chuyến thăm của ông Putin tới Triều Tiên, Việt Nam cũng như là việc tiếp đón nồng nhiệt Thủ tướng Ấn Độ Modi tới thăm Moscow gần đây nhất. Chiến lược của Nga cũng đã được hãng tin RT phản ánh trong bài viết có tiêu đề là Nga đã định nghĩa lại chiến lược châu Á của mình. Chiến lược này có liên quan đến quyết định của Trump khi chọn Vance làm phó tổng thống. Bởi vì Trump cũng có thể nhận thấy rõ ràng rằng Nga sẽ tiếp thu mục tiêu cuối cùng của ông và giải quyết nhanh chóng xung đột Ukraine chuyển hướng sang tập trung vào Trung Quốc. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.